Chiều nay ngày 30 tháng 9, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thẩm định các xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Trong đợt này, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo đề nghị Hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thuộc 5 huyện gồm Ngọc Lặc, Như Thanh, Triệu Sơn, Quảng Xương và Thọ Xuân. Tại hội nghị, 100% thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Vân Am, Cao Ngọc, Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, các xã Phượng Nghi, Xuân Thái, huyện Như Thanh. 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Thọ Cường, Thọ Tiến, Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, Quảng Hòa, Quảng Chính, huyện Quảng Xương và xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các địa phương, các ngành trong thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận sự cố gắng của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới trong việc phối hợp với các sở ngành đánh giá lựa chọn các xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao. Các xã đưa ra xét đợt này đều đảm bảo chuẩn các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí như cơ sở vật chất văn hóa cấp xã, thôn được đầu tư khang trang, sự hài lòng của người dân, mức thu nhập bình quân đều đạt tỷ lệ cao. Riêng xã Xuân Thái, huyện Như Thanh thuộc vùng 135 đang còn một số khó khăn. Sự hài lòng của người dân chưa cao, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp còn hạn chế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra đánh giá và có giải pháp hướng dẫn địa phương khắc phục. Đồng thời giao Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn tất hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đợt này. Như vậy đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 96 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã của thị xã Nghi Sơn thuộc khu vực đồng bằng ven biển. Để đạt chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện các tiêu chí để sớm thẩm định công nhận các đợt sau. Quan tâm xóa trắng xã nông thôn mới ở huyện Mường Lát, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đấu mối với các bộ ngành trung ương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận huyện Hậu Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, đấu mối với Hội đồng thẩm định Trung ương sớm tổ chức hội nghị xét huyện Yên Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.